bạn có hai phần đó chiên. Chủ nhà đây. Này lên nhà mới đó. Mua đó là việc của tôi. Tí nữa lại có gì dèo nữa. Này là sinh nhật bác Dùng đấy. Đấy, sinh nhật cái bác mà áo đỏ đỏ kìa. Đây, zoom lại cho bác xem đấy. Này tổ chức thịt có. Này thịt có hai con chó tổ chức ăn sinh nhật thôi kìa. Đấy. Giờ lên xếp tổ cái khác. Right.